OK. Hello nhanh nhất, chào mừng quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên con gì ạ? Em nhìn cái thì cũng biết đúng không? Đây chính là con TTC. Với số 4 ngày hôm nay thì mình sẽ vào 20m. Thì rất nhiều anh em có hỏi mình là làm thế nào để mình có thể bắt được cầu bệt, đúng không? Cầu bệt ở trên con cầu Tài Sự Xanh ấy, thì nó cũng là một trong những cái cầu mà mình nói thật luôn là cực kỳ là khó ăn luôn ạ. Nói thật luôn là rất là khó ăn anh em nhé. Đó, nên ông nào mà đánh thì cũng nên cẩn thận em ạ. Một trong những cầu mà cực kỳ là khó nhai. Thì đây là anh em cũng gọi rất nhiều anh em không hỏi mình là cầu bệt thì mình nên như thế nào, đúng không? Đó. Thì OK, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em là khi mà gặp cầu bệt ở trên con cầu Tài Xỉu Xanh, đúng không? Tài Xỉu Xanh ấy, thì mình lên là bắt như thế nào cho nó chuẩn, đúng chưa? Thì bây giờ mình sẽ vào bắt luôn. Ở đây mình xem nào, 2, 4, 6, 7 tay. Ui giời, đang bệt đúng 7 tay các bạn. Theo nhé, theo đi, theo luôn tài các bạn. Đó, các cụ đã hỏi rồi đúng không? Theo cầu không giờ cũng khá. Đó là anh em gặp cầu này thì anh em cứ diện mạnh dạn, tự tin mà theo cầu cho mình. OK chưa? Đó, nhớ nhá, đánh thì cứ diện cứ thế mà theo thôi, không phải như lại nhiều làm cái gì. Thế nhiều anh em mình đánh gọi là cứ thấy cầu gọi là sợ không dám theo đúng không? Cứ thấy cầu bệt là bẻ, đúng không? Bẻ như thế thì thôi, xin vĩnh biệt cụ luôn anh em ạ. Nhớ nhá, đừng có bẻ cầu, được chưa? OK chưa nào? 2, 3, 6 này phải là húp luôn anh em nhé. OK chưa? Đấy, tầm này nó cứ phải gọi thế này nó mới ngon được, đúng không? Kiểu như nào chứ còn như này nó mới gọi là chuẩn đây. Còn nhiều anh em mới đánh thì cứ gọi là bắt cầu lặn xạ hết cái lên nên là rất dễ gãy, nhớ nhá. Bắt cầu thì từ từ thôi, được chưa nào? Con này thì hiện tại đang về 2, 4, 6, 8 tay, 8 tay các bạn. Mới có chạy 8 tay thôi thì khả năng là mình lại bình tĩnh các bạn. 8 tay thì chắc là phải từ từ rồi. 8 tay chắc vẫn theo đi nhỉ, không bẻ đâu. 8 tay cứ theo nhá. Các tài 2850 thì ngày hôm nay thì cứ là cầm cái số bé này thì cứ tầm gọi là đơn giản thôi, đúng không? Làm sao mà cho lên được tầm khoảng nói như này, khoảng 25 đúng không? Đến 30m là được. Chứ còn nhiều ông thì cứ nghĩ được nào đánh ăn thì cũng phải đánh to, đúng không? Nhưng mà như thế chả đem gì cả, được chưa? Nhớ anh em nhé, đánh to chả đem gì đâu, nên anh em cứ bình tĩnh cho mình. Đó, ăn nên vừa đủ là được em nhé. Rồi giờ mình sẽ xem thử cái này này, xem có đúng là tài không. Ui dồi ôi, 2, 4, 3, 6 anh em ạ. Lại viện lại chuẩn bài luôn, được chưa? Đấy, cứ tưởng như nào chứ còn như thế này thì tôi lại cũng rất là thích anh ạ. Cầu mà chạy như này là tôi là thấy yêu rồi anh ạ. Rồi, cái tập này cứ bình tĩnh nhá, để xem là cầu kèo này nó chạy như nào, đúng không? Gọi chạy OK một tí thì gọi là ngon được. Nhưng cầu mà chạy gọi là vớ vẩn là cũng đâu cái đầu hết, đúng không? Rồi, OK chưa? Đó, tập này gọi là khá là OK rồi các bạn. Thì tiếp tục thôi, đúng không? Ăn được lên rồi thì mình cứ gọi là bình tĩnh nhá, được chưa? Ăn lên rồi cứ gọi là từ từ, bình tĩnh, tự tin mà không được cái cú anh em ơi. Tập này mà gặp gọi bắt cầu mà gọi là cái cú một cái là đi luôn đấy, đúng không? Nên là thôi, tiếp tục là vẫn cứ theo cầu nhé. Tập này cứ cầu đang có như thế này rồi thì tự dưng đổi làm gì, đúng không? Cứ thế mà theo thôi. Đó, giờ mình xem thử nhé. Rồi, xem là còn bệt hay không đây. Không biết là còn đi bệt hay không ạ. Mình nghĩ chắc vẫn bệt thôi. Nào, là mình sẽ gọi là xem thử con này nhá, xem là còn bệt hay không ạ. Chưa kịp đặn nữa các bạn. Đấy, vẫn bệt em thấy không? Đó, gặp câu bệt thì diện mặc định luôn, cứ theo cầu cho mình, đừng có bẻ em nhé. Nhớ chưa? Đó, mặc định là theo cầu, đừng có ông nào bẻ cầu làm gì. Đó, chưa cần biết là như nào, đúng không? Cứ thế là điện, cứ thế mà theo vào cầu cho mình, đừng có ông nào gọi là đi bẻ cầu bệt nhá. Không nào ngày mai mà bẻ cầu bệt mình dám khẳng định nó bẻ từ tầm tay thứ 5 tay thứ 6 là tầm này nó đã gọi hết sạch vốn rồi, không còn cái gì nữa rồi, đúng không? Đó nên em nhớ nhá, nhớ chưa? Không bao giờ được bẻ cầu tuyệt đối nhá. Thì cho mình tiếp tục con này mình vẫn tiếp tục là theo vào tài các bạn. Cố gắng xem ngày hôm nay lên được 30m không, không lên được thì thôi, mình cũng lên tầm gọi là bao nhiêu nhỉ? Nếu không lên được thì mình lên tầm 27 28m cũng được. Ủa, cũng là ngon rồi. Mình nói rồi đúng không? Đánh thì không bao giờ cần gọi là phải ăn nhiều lắm cái gì. Mình cứ gọi biết đủ là hạnh phúc thôi là được. Đó, bây giờ mình sẽ gọi là xem thử nhá, xem có đúng là diện, có đúng là tài hay không đây. OK em ơi, 15 và có 6 em nhá. Rồi, vậy là lại diện tiếp tục là ăn rồi. Hiện tại nó đang gọi là khá là ngon nhỉ ở đây, đúng không? Kiểu như nào còn như này là gọi là yêu rồi đấy, đúng không? Rồi tiếp tục ở đây thì mình sẽ xem thử này. Ở đây thì chắc là 13 13 bắn xỉu nhà hai anh tài ra. Đây đang kép 13 13 đây, khó nghĩ quá anh em ạ, chưa biết lên đánh như nào. 13 13 thôi, có khi con này bẻ nó xỉu nhá. Đấy, gọi dậy em bẻ là cầu luôn này, được chưa? Biết bao cho anh biết bao giờ là lên bẻ, bao giờ lên theo luôn. Con này mình làm luôn nhẹ nhàng nhá. 6 lít 12. Đấy, 6 lít 22 các bạn, thêm thêm 10k nữa cho tròn. Đó, cho anh biết thế nào mà gọi là bao giờ mà lên bẻ cầu và bao giờ lên theo cầu. Đó, cho biết thế nào. Ồ, đã đặt cấp luôn này nhá. Đó, nhớ nhá, cầu bệt thì theo. Còn bao giờ mà anh em thấy như kiểu cầu này mình vừa rồi là mình kép 13 đúng không? Nên là mình theo cầu thôi, chứ không thì bình thường mình cũng sẽ không theo con này đâu anh ạ. Đó, giờ mình sẽ xem thử nhá, xem con này xem có đúng là gì, có đúng là xỉu hay không này. Ui giời ơi, 532 các bạn. Vậy là chuẩn xỉu luôn em nhé. Đó, thì ngày hôm nay mình lên được là 27m 713. Thì rồi, thì mình sẽ nghỉ luôn các bạn. Đó, em thấy cách bắt cầu theo cầu bệt này của mình hay thì mình có thể gọi là cho mình xin một tim, một like em nhé. Đó, ok, bye bye anh em. Thấy chưa? Rất đơn giản và nhớ là theo cầu nhá.